Hello anh em, xin chào tất cả anh em quay trở lại với video của mình Hôm nay thì mình bỏ ra khoảng 30 củ anh em ạ Mục tiêu ngày hôm nay kiếm ít nhất phải tầm độ 20 củ trở lên nhé Để xem liệu có hoàn thành được hay không Đối với cái con game bài đổi thưởng thì chủ yếu là mình chơi tài xỉu anh em ạ Và mình cũng thấy rất là nhiều anh em cũng đam mê cái trò này Và hiện tại đang có cầu đi 21 rất là đều đẹp này anh em ạ Cầu 22 sau đó chuyển cầu 21 khá là đều Cầu này mà không bắt thì hơi phí anh em ạ Ok nhá, khi anh em mà gặp những cái dạng cầu đó này á thì để mà chơi anh em nên là bám theo luôn. Có những cái cầu mà nó đi kiểu này anh em ạ thì khả năng cao nó sẽ đi dài thêm vài tay nữa. Đó, nên là tay này ví dụ tay này nhá. Chỉ cần bắt được một tay thôi là mình có thể là nghỉ luôn được. Và tay này mình sẽ bắt luôn cái cầu 12, cầu 21 này. Cầu này tạm thời sẽ gọi là cầu 21 nhá. Và mình sẽ vào một 10 củ cho anh em xem này. Tay này thì rất là đẹp rồi. Đó. Cầu 21 rất là đẹp. Tay này thì tỷ lệ nguyên rất là cao này những cầu này kiểu gì nó phải đi thêm được một vài tay nữa mình đã chơi khá là nhiều rồi nên là mình có kinh nghiệm anh em nhé ok chưa những cái cầu nó đều như thế này cơ mà anh em thấy không đều răm rắp luôn ok chưa anh em nó nhiều khi mình kết những cái quả cầu gọi là chỉ cần mở lên là ăn thôi đó, cảm giác là như vậy nhưng mà cũng không thể mất trước được một trăm phần được anh em ạ đó nên là khi chơi vẫn phải có một cái cách quản lý vốn cách chia nhỏ vốn ra đó, quan trọng là anh em phải chia nhỏ cái vốn ra thì anh em mới có cái tỷ lệ thắng nó cao được đó rủi ro ít tiếp tục bám theo nhá riêng cầu này cứ phải bám theo thôi ta này sẽ làm bốn củ đó mục tiêu này kiếm được khoảng hai chục anh em ạ mục tiêu thì đặt ra là như vậy mà để để kiếm được hay không thì cũng phải chờ vào cái cầu này xem là đã giả sử như cầu này nó đi được thêm vài tay nữa chẳng hạn là mình sẽ lấy 20 củ rất đơn giản nhưng mà những cái cầu mà đi dài như thế này rồi á thì thường thường là nó sẽ ngắt bất ngờ nhá đó cầu não vậy thôi nó sẽ có một cái điểm ngắt bất ngờ mình không thể nào mình biết được nên là vừa rồi tay vừa rồi ăn 10 củ tay này sẽ giảm xuống đó ok chưa tránh tình trạng là nó sẽ bẻ cầu đủ vẫn chưa bẻ anh em ạ ngon chưa đó làm hơn chục củ không có gì là khó cả đơn giản phải không ạ rất là dễ thôi những cái cầu mà nó đi đều đều này như thế này này đó thì anh em nên bám theo bởi vì nhiều cầu đi rất là dài anh em chỉ cần bám hết cái cầu thôi á, thì anh em sẽ có lợi nhuận rất là khủng luôn bây giờ mình sẽ vào tiếp cái cầu 21 nhưng mà mình sẽ vào ba củ thôi nhá đó lần này mình sẽ vào đều ba củ giả sử như thua tại sao mình sẽ vào năm củ Ở cái cách mà mình uh, chia vốn ấy, anh em mới là quan trọng đó, quan trọng không phải là cách bắt cầu nhá bắt cầu chỉ là gọi là nó cũng cũng quan trọng nhưng không bằng cái uh, cách quản lý vốn đó và khi gặp những cái cầu xấu ví dụ như anh em mà gặp tình trạng khoảng tầm độ 2 ba tay mà không ăn được thì tốt nhất là nên nghỉ hoặc là đổi qua bàn khác đó, anh em có thể đổi qua md 5 ok chưa hiện tại thì cầu trong cái bàn rồng xanh nó đang đẹp anh em ạ nên là mình sẽ uh, tiếp tục bám theo nhá giả sử như mà hai tay ba tay không ăn được mình có thể đổi qua bàn khác mình chơi rồi như vậy là toang rồi anh em ạ hiện tại đã đổi sang câu 11 rồi. Không sao cả. Tay vừa rồi cũng chỉ vào ba củ thôi, anh em thấy không? Nếu như mà tham là, là toang ngay đấy. Nhiều anh em mà thấy kiểu ăn được một vài tay, hai tay anh em nghĩ dễ ăn là anh em on in là sẽ đi ngay đấy. Rồi, cầu này sẽ đổi ba cầu 11 này. Cách chơi của mình thì thường thường mình gặp cầu nào bám cầu đấy. Đó. Gặp cầu nào bám cầu đấy nhá. Nếu như nó đi tiếp cứ bám theo và giả sử như bám theo cầu á mà không được em thua thông khoảng hai ba tay thì tốt nhất là nên dừng lại bởi vì những cái cầu như thế là mình chơi theo kiểu là kiểu vậy là kiểu như đuổi như vậy là không hay đâu anh em ạ đó khi mà đã thua thông hai ba tay thì chứng tỏ là cầu đi rất là xấu một khi đã xấu rồi anh em kiếm kiếm cái lợi nhuận rất là khó đó đây là chơi nhiều khi phải có điểm dừng nữa chứ không phải là thua vài tay là anh em ôn in nhá rất mạo hiểm luôn giả sử tay này không ăn được thì mình một là mình nghỉ hai là mình sẽ đổi qua bàn khác mình chơi ok chưa đó khi chơi là có điểm dừng rồi ăn rồi đó đào nó có một một phát lại lại ngon lành cành đào ngay anh em thấy không không có gì là khó cả đối với cái trò tài xỉu thì anh em biết rồi đấy kiếm thì nói chung là cũng khá là dễ phải không ạ nhưng mà ngược lại mất cũng khá là dễ nên là khi anh em chơi cần phải có một cái cách quản lý vốn này cách bắt cầu thật là chắc tại đây mình sẽ chiến ba củ nhá ở chơi thì phải đặt cái mục tiêu nữa anh em ạ giả sử như anh em đặt mục tiêu hôm nay chốt khoảng tầm độ 10 chẳng hạn đó đạt đủ mục tiêu thì anh em nên nghỉ không nên tham nữa bởi vì đa số mà chơi tham là anh em sẽ rất dễ toang ok nhá để xem tại này thế nào game nào cũng vậy thôi anh em ạ không cứ gì phải game nào cả game nào cũng có cái cách bắt cầu cầu cách bắt cầu nó cũng giống nhau cách nào nó cũng giống nhau hết anh em cứ áp dụng đúng là kiểu gì có cơ hội chiến thắng nhá ok chưa rồi học có một một rồi như vậy là hai ba năm xỉu mười ok không sao hết check lại cầu xem nào cầu vừa rồi đi ngắn khá là nhiều nhá những cái dạng cầu đi ngắn nhiều rồi thì thường thường là nó sẽ bệt đấy anh em ạ. Bây giờ mình thử bắt bệt luôn thế nào. Đó, bây giờ mình sẽ liều một tay chơi cầu bệt luôn nhá. Ok chưa? Tay này xem nào, mình đang có lợi nhuận khoảng tầm độ 12 củ. 12 củ. Tay này mình sẽ vào một tay 10 củ luôn này. Đó, tay này thì mình cũng khá là thích anh em ạ, bởi vì những cái cầu như thế này thường thường là nó sẽ đứng ngay. Đó, đi một một vài tay và trong khi đó là trước đó nó cũng đi rất là ngắn nói chung là chủ yếu đi ngắn thôi và bây giờ thì có tỷ lệ đi bệt sẽ rất là cao tay này thì mình cảm thấy rất là đẹp này nó đẹp như cái tay mà lúc đầu tiên mình vào 10 củ vậy để xem nào nhá xem cái dự đoán của mình chuẩn không nè đủ vẫn chưa được anh em ạ hỏng nhờ thôi mọi người không sao hết Đổi qua bàn mở lên 5 xem lại xem nào đã. Mở lên 5 thì cũng mình thấy là cầu nó đi cũng kiểu dạng là là cầu không được đẹp lắm. Nhưng mà cái cầu này anh em ạ, cầu này cũng có khả năng là nó sẽ đi cầu 22 hoặc là nó sẽ trở lại cái cầu 1 21. Đó, có thể là nó sẽ lại trở lại cầu 21. Rồi ok nhá, bây giờ thế này. Chết thử xí ngầu xem nào đã 13 ra tài này 12, 13 tiếp này 12 cộng với 1 bằng 13 Vậy là bắt tài là quá hợp lý rồi Ok, liều một tài luôn nhá Đó, mình kết hợp luôn xí ngầu với là Hiện tại là mình vẫn đang bám cầu thuận anh em nhá Mình sẽ đổi qua cầu thuận luôn Bởi vì những cái cầu đi ngắn nhiều rồi đó. Kiểu gì tình trạng nó đi thuận cũng sẽ rất là cao này Đó, ăn hay không là ở tay cuối cùng Tay này mà không ăn thì mình cũng nghỉ luôn nhưng mà lại hút anh em ạ, ok chưa? làm đâu đó khoảng gần 53 củ nhỉ? nói chung là với cái mức lợi nhuận này thì lên gần 53 củ mình lãi được khoảng tầm độ hơn hai chục. mức lợi nhuận này thì chốt quá là hợp lý rồi nhá. ok, anh em thấy video hay ủng hộ mình bằng một like và follow nhá xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của mình. chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.